Hoàng Anh kính chào và cảm ơn quý vị đến với Culture Channel, kênh youtube chính thức của tạp chí Culture. Tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada, mang đến những tin tức nóng và nổi bật nhất từ Canada và toàn cầu. Kính chúc quý vị sức khỏe và bình an. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin Canada nổi bật trong trưa thứ năm ngày 24 tháng 10. Thưa quý vị, một tin nóng trong bản tin hôm nay. Trong một bước thay đổi lớn, Canada công bố sẽ giảm số lượng người nhập cư mới xuống 21% vào năm tới Thủ tướng Justin Trudeau và Bộ trưởng Nhập cư ông Mark Miller công bố hôm nay. Chính sách mới nhằm tạm dừng tăng trưởng dân số trong hai năm tới. Số người thường trú nhân mới sẽ giảm từ mức 500.000 người xuống còn 395.000 người vào năm 2025 và tiếp tục giảm xuống 380 người vào năm 2026 và 365.000 người vào năm 2027. Thủ tướng Trudeau thừa nhận mục tiêu nhập cư trước đây không cân bằng, đặc biệt sau khi nhu cầu lao động sau đại dịch đã thay đổi. Từ năm tới, 40% người thường trú nhân mới sẽ đến từ những người đã được tạm trú ở Canada. Những người này là nguồn lao động trẻ, họ có kỹ năng, họ đã ở đây, họ đã bắt đầu quá trình hòa nhập và điều này không đặt thêm áp lực lên hệ thống nhà ở, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội như là khi có người nhập cư đến trực tiếp từ quốc gia khác, Bộ trưởng Miller cho biết. Chiến lược nhập cư sửa đổi của chính phủ cũng sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu về nhà ở. Kế hoạch này đã gây lo ngại cho các nhóm quyền người di cư vì nó có thể làm hạn chế con đường trở thành thường trú nhân của những người lao động tạm thời, có thể đẩy họ vào các công việc bóc lột hơn. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi dân số Canada đạt mức tăng trưởng kỷ lục trong năm 2023, chủ yếu do nhập cư. Thống kê Canada cho biết 97,6% trong số 1,3 triệu dân số mới trong năm qua là từ những người nhập cư. Theo kế hoạch mới, Dân số sẽ giảm nhẹ 0,2% trong 2 năm tới và giúp thu hẹp khoảng cách nguồn cung nhà ở là khoảng 670.000 căn vào năm 2027, giảm nhu cầu xây dựng thêm nhà ở. Thông báo này được đưa ra sau khi chính phủ tuyên bố giảm số lượng lao động nước ngoài tạm thời và siết chặt số lượng thị thực du học sinh nhằm quản lý sự tăng trưởng dân số và nhu cầu lao động một cách bền vững hơn. Mục tiêu của chính phủ là giảm số lượng cư dân tạm thời xuống còn 5% dân số trong 3 năm tới, giảm từ mức 7,2% vào tháng 7. Chính phủ liên bang ước tính rằng dân số không thường trú sẽ giảm khoảng 445.000 người vào năm 2025 và 2026 và sẽ tăng nhẹ khoảng 17.000 người vào năm 2027. Bộ trưởng Miller nhấn mạnh rằng thay đổi này nhằm để bảo đảm tăng trưởng bền vững cho Canada, trong khi vẫn công nhận nhu cầu của Canada về người nhập cư. Ông cho biết Canada vẫn mở cửa nhưng phải quản lý hệ thống nhập cư một cách có trách nhiệm để bảo đảm mọi người có việc làm, nhà ở và các hỗ trợ cần thiết. Thủ tướng Trudeau kiên quyết giữ chức lãnh đạo sau cuộc nổi dậy trong nội bộ Đảng Tự do. Thủ tướng Justin Trudeau khẳng định ông sẽ tiếp tục giữ chức lãnh đạo Đảng Tự do. Bất chấp việc 24 nghị sĩ trong nội bộ đảng yêu cầu ông từ chức trước ngày 28 tháng 10 để tránh thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong buổi họp báo về chính sách nhập cư, ông Trudeau nhấn mạnh quyết tâm dẫn dắt đảng trong kỳ bầu cử tiếp theo nhằm ngăn chặn lãnh đạo đảng bảo thủ ông Pierre Poilievre cắt giảm các chương trình quan trọng cho người dân Canada. Sự bất mãn trong nội bộ đảng bắt nguồn từ việc tỷ lệ ủng hộ ông Trudeau đang giảm mạnh với đảng bảo thủ dẫn trước 19 điểm trong các cuộc thăm dò. Trong cuộc họp với các nghị sĩ vào hôm thứ Tư, ông đã lắng nghe những ý kiến phản đối, nhưng vẫn quyết định tiếp tục vai trò lãnh đạo. Mặc dù có bất đồng, Thủ tướng Trudeau cho rằng đảng đang đoàn kết và sẽ tiếp tục có những cuộc thảo luận mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của ông. Thưa quý vị, bốn người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn kinh hoàng xe Tesla tại Toronto một vụ tai nạn thảm khốc trên đường Luxor ở Toronto đã khiến cho bốn người tử vong và một người khác bị thương nặng khi chiếc Tesla đang chạy với tốc độ cao, mất kiểm soát, đâm vào lan can và va vào cột bê tông trước khi bốc cháy. Vụ việc xảy ra ngay sau nửa đêm, phía đông đường Cherry. Ba người đàn ông và một phụ nữ trong độ tuổi 20 và 30 đã thiệt mạng tại hiện trường. Một người đi trên đường đã cứu được một phụ nữ khác ra khỏi chiếc xe cháy và đưa cô đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng nhưng cô được dự đoán sẽ phục hồi. Lính cứu hỏa đã đến hiện trường để dập tắt đám cháy và cẩn thận đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ pin lithium-ion của xe Tesla, gây thêm nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ. Các nhà điều tra đang xem xét mọi yếu tố, bao gồm tình trạng đường và điều kiện môi trường, để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Con đường đã bị phong tỏa nhiều giờ nhưng mở lại vào khoảng 8 giờ 30 sáng nay. Cảnh sát kêu gọi những người có camera hành trình hãy cung cấp thông tin. Ngân hàng RBC dẫn đầu các ngân hàng lớn của Canada giảm lãi suất cơ bản xuống còn 5.95% sau động thái của Ngân hàng Trung ương Canada và dự đoán là một đợt cắt giảm lãi suất lớn vào tháng 12 hầu như chắc chắn. Các ngân hàng lớn tại Canada đã theo sau quyết định của Ngân hàng Trung ương Canada trong việc cắt giảm lãi suất cơ bản Prime Rate. Và hôm thứ Tư, Ngân hàng RBC thông báo giảm lãi suất cơ bản Prime Rate 50 điểm cơ bản, tức là 0,50% từ mức lãi suất 6,45% prime rate xuống còn 5,95% có hiệu lực từ ngày 24 tháng 10. Các ngân hàng lớn khác như là Desjardins, TD Bank, National Bank, Laurentian Bank, CIBC, Bank of Montreal và Equitable Bank cũng đã giảm lãi suất tương tự. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Canada đã cắt giảm lãi suất cho vay chuẩn xuống còn 3,75%. Phản hồi về động thái của Ngân hàng Canada, ông Benjamin Tao là phó kinh tế trưởng tại CIBC Capital Markets đã nói với tờ Financial Post về các động thái tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Canada. Ông Benjamin cho biết các giảm lãi suất lớn vào tháng 12 hầu như là chắc chắn. Ông cho biết chúng ta phải nhận ra rằng nền kinh tế Canada đang chậm lại, chúng ta đang ở trong một cuộc suy si thoái tính trên đầu người, lạm phát đang có xu hướng cực kỳ tốt, thị trường lao động đang chậm lại, và hãy nhớ rằng, lãi suất trung lập, nơi chúng ta nên có để không làm tăng tốc nền kinh tế cũng không làm chậm lại, là khoảng 2,5%. Và chúng ta đang ở mức cao hơn nhiều so với con số đó, hiện là lãi suất 3,75%. Vì vậy, nếu bạn muốn đạt được mức trung lập, bạn phải đi nhanh hơn, tức là cắt giảm nhanh hơn. Do đó, ông Benjamin tin rằng, Động thái tiếp theo của Ngân hàng Canada cũng sẽ là cắt giảm khoảng 50 điểm cơ bản nữa. Toronto có thời tiết xa lạnh vào cuối tuần này nhưng sẽ ấm trở lại trước lễ Halloween. Nhiệt độ ở Toronto đang trở lại mức bình thường sau một tuần khởi đầu ấm áp nhưng dự báo sẽ nóng trở lại trước lễ Halloween. Nhiệt độ cao nhất vào thứ Năm hôm nay dự kiến đạt mức 13 độ C, chỉ nhỉnh hơn một độ so với mức bình thường với nhiều nắng. Ngày thứ Sáu ngày mai có thể đạt 14 độ C, có khả năng có mưa rào trước khi một khối không khí mát hơn tràn vào vào cuối tuần với nhiệt độ cao nhất là khoảng 12 độ C vào thứ Bảy và Chủ nhật. Cơ quan khí tượng cho biết chúng ta sẽ thấy nhiệt độ tăng lên khi gió rút đi với một số hơi ấm từ Trung Tây Hoa Kỳ. Mọi thứ sẽ mát mẻ hơn vào thứ hai, nhưng nhiệt độ sẽ tăng trở lại đạt từ mức 18 đến 21 độ C vào thứ ba và thứ tư. Bộ Môi trường Canada nhấn mạnh rằng những người đi xin kẹo nên chuẩn bị áo khoác dày, găng tay và mũ vì nhiệt độ sẽ xuống dưới 10 độ C vào ban đêm. Trong khi đó, nhiệt độ tại thành phố Montreal đang giảm mạnh sau đợt ấm bất thường. Vào giữa tháng 10, nhiệt độ đã lên tới 24 độ C, cao hơn mức trung bình 10 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ giảm dần với mưa và 8 độ C vào đêm thứ tư, thứ năm thì dự báo 13 độ C ban ngày và 2 độ C ban đêm. Thứ sáu trời nắng với nhiệt độ khoảng 11 độ C, thứ bảy sẽ có mưa và 12 độ C, trong khi chủ nhật thì trời nhiều mây và nhiệt độ chỉ có 7 độ C. Đêm Chủ nhật nhiệt độ sẽ giảm sâu xuống âm um 5 độ C. Xin quý vị lưu ý. Thị trưởng Monroe đang rời khỏi chính trường và bà không đơn độc. Có phải đây là bầu không khí độc hại đối với phụ nữ? Thị trưởng Monroe bà Valerie Plant vừa tuyên bố sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, cho biết bà không thể cam kết với cử tri thêm 4 năm với cùng năng lượng như trước. Quyết định này đã làm dấy lên nhiều ý kiến về áp lực đối với nữ lãnh đạo trong chính trường nơi bầu không khí chính trị độc hại đang đẩy nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, ra khỏi vị trí. Thị trưởng Plon đã phải đối mặt với nhiều mối đe dọa và sự thù hận trên mạng. Gần đây bà đã giới hạn bình luận trên mạng xã hội để ngăn chặn những lời phân biệt giới tính và kỳ thị. Trường hợp của bà không phải là duy nhất khi nhiều thị trưởng nữ khác ở Canada cũng rút lui vì áp lực tương tự. Dù vậy, thị trưởng Plon vẫn quyết tâm tiếp tục cống hiến trong năm cuối cùng nhiệm kỳ và khẳng định sẽ làm việc với tinh thần như ban đầu để lại dấu ấn với các dự án cải thiện mạng lưới giao thông và môi trường của Montreal. Tỉnh bang Alberta đang khuyến khích người dân hãy đi tiêm vaccine. Lãnh đạo đảng NDP Alberta kêu gọi người dân hãy tiêm vaccine COVID-19 và cúm, lo ngại về tỷ lệ tiêm chủng thấp. Ông Nahid Nanshi đã tiêm vaccine trước giới truyền thông tại một hiệu thuốc trên đường White Avenue, nhấn mạnh việc tiêm chủng giúp ngăn ngừa quá tải hệ thống y tế Ông cho rằng thông điệp không rõ ràng từ chính quyền tỉnh làm giảm tỷ lệ tiêm vaccine và khuyến khích người dân đến gặp dược sĩ nếu không có bác sĩ gia đình. Alberta Health Services cũng đang thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng riêng. Thưa quý vị, hơn 10 triệu người dân Canada đang sống trong các ngôi nhà mà có mức khí radon cao, khiến cho họ đối mặt với nguy cơ ung thư phổi gia tăng theo báo cáo mới từ Đại học Calgary, dữ liệu từ khảo sát mức độ tiếp xúc radon năm 2024 cho thấy 18% nhà ở Canada có mức radon vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, ảnh hưởng đến khoảng 10,3 triệu người. Radon là khí phóng xạ không màu, không mùi, gây ung thư phổi và xâm nhập nhà qua các vết nứt trên nền móng hoặc là tường. Báo cáo khuyến khích người dân kiểm tra và giảm thiểu mức radon bằng cách sử dụng thiết bị phát hiện chuyên dụng. Tỉnh Alberta và Ottawa thảo luận về việc tài trợ cho người vô gia cư, dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc đàm phán trong những ngày tới. Alberta và Ottawa đang thảo luận về tài trợ cho người vô gia cư với nhiều cuộc đàm phán tiếp theo trong những ngày tới. Bộ trưởng nhà ở liên bang và bộ trưởng tỉnh bang Alberta đã trao đổi về việc cấp tiền để giải quyết tình trạng vô gia cư. Cuộc gọi diễn ra sau khi bộ trưởng nhà ở ông Sean Fraser tuyên bố rằng tỉnh bang Alberta, Ontario và Saskatchewan chưa chính thức phản hồi lời đề nghị tài trợ. Ông Jason Nixon, Bộ trưởng của Alberta phụ trách người cao tuổi và dịch vụ xã hội, bày tỏ mong muốn hợp tác với Ottawa và đã thảo luận về tài trợ cho các thành phố ưu tiên, gồm thành phố Calgary, Edmonton, Lethbridge và Red Deer. Các bộ trưởng đồng ý các đội sẽ gặp nhau để đưa ra thỏa thuận phân bổ tiền cho các cộng đồng này. Bộ trưởng Fraser đã gửi thư vào ngày 18 tháng 9 đề nghị tài trợ bổ sung cho các tỉnh và vùng lãnh thổ. Ông cảnh báo về mùa đông đến gần và nhu cầu hành động nhanh chóng để bảo vệ tính mạng người vô gia cư. Bộ trưởng Alberta Nixon cho rằng lời nhận xét của ông Fraser là kỳ lạ và trẻ con, nhấn mạnh rằng hai bên đã liên tục trao đổi. Còn Ontario cũng đã bối rối về tuyên bố của ông Fraser và mong đợi cuộc họp sắp tới. Hội đồng thành phố Vancouver đã phê duyệt việc cảnh sát có quyền truy cập vào mạng lưới camera giao thông của thành phố. Quyết định này do các ủy viên đề xuất đã được thông qua vào hôm thứ tư. Các nghị viên cho biết việc này sẽ giúp cảnh sát làm việc hiệu quả và an toàn hơn. Chúng ta có cơ sở hạ tầng chưa được khai thác hết tiềm năng. Hiện tại Vancouver có khoảng 221 camera giao thông, trước đây cảnh sát không thể truy cập trực tiếp mà chỉ có thể yêu cầu thông qua các kênh công khai. Các nghị sĩ nhấn mạnh rằng việc này sẽ cải thiện cách phân bổ nguồn lực cho các cuộc gọi 911 và các sự kiện lớn. Tuy nhiên, Hiệp hội Tự do Dân sự tỉnh BC bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư, chúng ta có quyền sống không bị giám sát vô lý. Các nghị sĩ phản bác rằng không có sự kỳ vọng về quyền riêng tư ở nơi công cộng và cảnh sát không có ý định sử dụng camera cho mục đích giám sát. Hội đồng đã lắng nghe ý kiến từ nhiều diễn giả ủng hộ và phản đối, trong đó có Pivot Legal Society, lo ngại về việc cảnh sát sẽ sử dụng các đoạn video cho các cuộc điều tra tội phạm các nghị sĩ vancouver cho biết sẽ có nhân viên đánh giá về mặt pháp lý và quyền riêng tư trong việc này ecofax ra mắt chương trình mới tìm kiếm điểm tín dụng nước ngoài cho người mới đến ecofax vừa cho ra mắt chương trình cho phép người mới nhập cư chuyển điểm tín dụng từ nước ngoài sang canada Chương trình này sẽ giúp người nhập cư dễ dàng tiếp cận các dịch vụ như là vay tiền hoặc đăng ký gói điện thoại di động bằng cách cung cấp lịch sử tín dụng từ quê nhà. Giám đốc Ecofax Canada là Sue Hutchinson cho biết, người mới đến thường gặp khó khăn khi không có lịch sử về tín dụng của mình để thuê nhà, mua điện thoại hoặc là mở thẻ tín dụng. Chương trình này ban đầu sẽ áp dụng cho dữ liệu từ Ấn Độ và mở rộng sang các nước như là Brazil, Argentina và Chile trong thời gian tới. Ecofax sử dụng dữ liệu từ các công ty nước ngoài mà họ có hoạt động hoặc đầu tư giúp bên cho vay có thể trực tiếp truy cập thông tin. Họ sẽ cung cấp điểm tín dụng Canada, điểm tín dụng toàn cầu và một phiên bản kết hợp để hỗ trợ các bên cho vay. Tỉnh bang Ontario thúc ép chính phủ liên bang cấp thêm tiền chăm sóc trẻ em khi một số đơn vị hoạt động vì lợi nhuận phản đối. Ontario đang yêu cầu chính phủ liên bang tăng thêm ngân sách để duy trì chương trình chăm sóc trẻ em với mức phí 10 đô la một ngày. Khi một số nhà điều hành tư nhân phản đối, Bộ trưởng Giáo dục Jill Dunlop cảnh báo rằng nếu không có thêm kinh phí, chương trình này có thể không bền vững sau khi thỏa thuận hiện tại kết thúc. Bộ trưởng Dunlop nhấn mạnh rằng Ontario đang thiếu hụt 1,95 tỷ đô la trong năm đầu tiên sau khi thỏa thuận hết hạn. Chính quyền liên bang không đồng tình với yêu cầu này khẳng định rằng tỉnh bang Ontario đã biết rõ số tiền mình nhận được và cam kết tạo ra hàng ngàn chỗ trong trẻ mới với giá cả phải chăng. Hiện tỉnh bang Ontario vẫn chậm trong việc đạt được mục tiêu tạo ra 86.000 chỗ trong trẻ vào năm 2026, với chỉ có 25.500 chỗ trong hệ thống 10 đô la mỗi một ngày. Bên cạnh đó, các nhà điều hành trung tâm chăm sóc trẻ em tư nhân lo ngại rằng cách phân bổ ngân sách mới của tỉnh ontario sẽ thiếu linh hoạt và làm mất tự chủ của họ một số trung tâm đã tổ chức đóng cửa để phản đối tỉnh bang ontario cũng đang yêu cầu bỏ giới hạn về tỷ lệ chỗ trong trẻ tư nhân trong thỏa thuận với liên bang nhưng các nhà điều hành lo rằng việc thay đổi mô hình tài trợ sẽ gây ra bất ổn Hiện có 5 triệu người lớn không có bác sĩ gia đình, nhưng phẫu thuật đã trở lại bình thường. Một báo cáo từ Viện Thông tin Y tế Canada (CIHI) cho biết, 83% người lớn ở Canada có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, nghĩa là bác sĩ gia đình, nhưng vẫn còn 5,4 triệu người không có bác sĩ gia đình. Những người từ 65 tuổi trở lên dễ tiếp cận bác sĩ gia đình hơn so với những người từ 18 đến 34 tuổi. Tình trạng tiếp cận chăm sóc sức khỏe ban đầu cao nhất là ở tỉnh bang Ontario và thấp nhất là ở Nunavut. Báo cáo công bố vào sáng thứ năm hôm nay đo lường các ưu tiên sức khỏe mà chính phủ liên bang và các tỉnh bang đã thống nhất. Bộ trưởng Y tế liên bang ông Mark Holland cho biết sẽ có báo cáo hàng năm để theo dõi tiến độ. Ngoài cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, các ưu tiên khác bao gồm giảm thời gian chờ tư vấn sức khỏe tâm thần, tuyển dụng thêm nhân viên y tế giảm thời gian chờ phẫu thuật và tăng cường sử dụng thông tin sức khỏe điện tử. Báo cáo cũng cho biết tình trạng tồn động phẫu thuật trong đại dịch COVID-19 đã giảm xuống và số ca phẫu thuật đã quay trở lại mức trước đại dịch trên toàn Canada. Bộ trưởng Holland cho biết các thỏa thuận tài trợ chăm sóc sức khỏe với các tỉnh và vùng lãnh thổ đều bao gồm mục tiêu về số lượng bác sĩ và y tá cần tuyển thêm. Ông nhấn mạnh rằng nhiều cộng đồng nông thôn và bản địa đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu hụt dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Để giải quyết vấn đề này, cần nỗ lực bền bỉ để khuyến khích những người bản địa Métis Inuit và cộng đồng ở các vùng nông thôn lựa chọn nghề nghiệp liên quan đến sức khỏe. Thưa quý vị, thị trường xa cũ dự kiến sẽ thiếu hụt nguồn cung khi ít xe hết hợp đồng thuê được trả lại Thị trường xe cũ đang gặp khó khăn do thiếu nguồn cung khi ít xe hết hợp đồng thuê được trả lại. Giá trung bình của xe đã qua sử dụng đạt mức 35.754 đô la, tăng đáng kể so với khoảng 18.900 đô la vào tháng 12 năm 2019. Trong đại dịch, số lượng xe mới giảm mạnh, dẫn đến việc khoảng 1 triệu xe không được bán ra thị trường. Thông thường xe mới sẽ trở thành xe đã qua sử dụng sau 4 năm, nhưng hiện nay không có những chiếc xe này do không có đủ xe mới. Người lái xe cũng giữ lại xe thuê lâu hơn. Nhiều người đã mua xe của mình trong thời gian dịch bệnh do không tìm được xe thay thế. Hiện tại khoảng 35% xe trên thị trường là xe thuê, gây áp lực lên giá cả. Chuyên gia Daniel Ross dự đoán tình trạng thiếu hụt này sẽ kéo dài đến năm 2028. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đây vẫn là thời điểm tốt để mua xe cũ vì giá có xu hướng giảm xuống. Giá trung bình của xe mới hiện là khoảng 66.000 đô la. So với 40.000 đô la vào năm 2019, Ngân hàng Canada vừa công bố cắt giảm lãi suất chủ chốt, điều này có thể kích thích nhu cầu mua xe trong thời gian tới. Tổ chức CarHelp Canada cảnh báo rằng lãi suất vay mua xe cũ có thể lên tới 8 đến 10%, trong khi lãi suất cho xe mới chỉ có khoảng 5%. Mua xe cũ vẫn là một lựa chọn hợp lý nếu giá thấp hơn ít nhất là 20 đến 30% so với xe mới. Bạo lực và tranh giành quyền kiểm soát trong ngành quyên góp quần áo cũ. Ngành quyên góp quần áo ở Toronto đang đối mặt với tình trạng bạo lực và tội phạm có tổ chức. Các nhóm tội phạm đang cạnh tranh để giành quyền kiểm soát ngành công nghiệp quyên góp quần áo có lợi nhuận đáng kinh ngạc, dẫn đến trộm cắp, đốt phá và ẩu đả. Sylvia Campbelljee từ tổ chức từ thiện về thận, Kidney Foundation of Canada cho biết, tổ chức của cô thu về khoảng 1 triệu đô la mỗi một năm từ các thùng quyên góp. Tuy nhiên, các nhóm tội phạm đã nhắm vào các thùng quyên góp của họ, gây ra tình trạng phá hoại và ăn cắp. Công việc này đã đủ khó khăn rồi, và nó còn khó khăn hơn gấp 10 lần vì chúng tôi phải giải quyết nạn phá hoại và cuộc chiến giành địa bàn. Cô Kempoji chia sẻ. Cựu thanh tra DST Bohem cho biết, các nhóm tội phạm có tổ chức Albania và Ý đã tham gia vào cuộc chiến này. Thậm chí họ còn lắp thiết bị GPS vào thùng để theo dõi hành vi trộm cắp. Tình trạng bạo lực leo thang với các cuộc rượt đuổi và ẩu đả xảy ra giữa những người cạnh tranh giành địa bàn. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát ngành công nghiệp này đã bùng nổ từ năm 2013, thậm chí một công ty đã thuê một nhóm thực thi để chiếm lĩnh lộ trình của một công ty khác. Các vụ ẩu đả đã diễn ra với một số người bị tấn công bằng gậy bóng chai. Ngành công nghiệp quần áo cũ còn được xem là một phương tiện để rửa tiền, thu hút thêm bọn tội phạm Thành phố Markham của Ontario đã nỗ lực loại bỏ các thùng quyên cốp không có giấy phép nhằm bảo vệ cộng đồng và nhân viên. Cô Cambridge khuyến khích mọi người nên kiểm tra kỹ lưỡng các thùng quyên cốp và chỉ quyên cốp cho các tổ chức từ thiện uy tín. một người điều khiển xe kéo ở Edmonton đã bị buộc tội sau khi từ chối trả lại xe cho chủ sở hữu. Sự việc xảy ra vào ngày 24 tháng 6 khi xe kéo không được mời đến hiện trường tai nạn ở khu vực đường 139 và Castle Downs. Xe bị kéo đến bãi chứa và người điều khiển xe tow truck yêu cầu phí từ công ty bảo hiểm mới chịu trả xe. Cuối cùng xe đã được trả lại. Hassan Qasim El Aben, 48 tuổi của Super Towing Limited, bị buộc tội trộm cắp hơn 5.000 đô la và sẽ ra hậu tòa ngày 4 tháng 11. Cảnh sát khuyến cáo người dân hãy cẩn trọng và báo cáo ngay nếu có dấu hiệu bất thường. Người dân Edmonton có quyền lựa chọn công ty xa kéo theo ý muốn khi họ gặp phải va chạm, theo trung sĩ Kerry Bates cho biết trong một thông cáo báo chí. Khi các công ty xa kéo xuất hiện mà không báo trước tại các vụ va chạm, đó là một dấu hiệu cảnh báo. Hãy tin vào trực giác của bạn và gọi cảnh sát ngay lập tức nếu một công ty xe kéo đang cố gắng di chuyển xe của bạn mà không có sự đồng ý của bạn. Nếu bạn tin rằng một công ty xe kéo đã lấy xe của bạn, hãy gọi đến bộ phận xe bị tịch thu của cảnh sát Edmonton theo số 780-496-8668 trước khi bạn lập biên bản báo cáo cảnh sát để xem xe của bạn có ở đó hay không. Khi lập biên bản báo cáo cảnh sát, hãy bảo đảm có số năm, nhãn hiệu xe, kiểu xe và màu xe của bạn, cũng như thông tin biển số xe, số nhận dạng xe và các dấu hiệu đặc biệt, bao gồm vết xước hoặc các hư hỏng khác. Thưa quý vị, trong vụ tai nạn thương tâm, một cô gái 19 tuổi, nhân viên của Walmart Halifax đã được tìm thấy đã chết trong lò nướng và chính người mẹ đã tìm thấy thi thể của con gái trong lò nướng của tiệm Walmart Halifax. Hội người đào xích của Maritime đã xác định nạn nhân trong vụ tai nạn tại tiệm bánh Walmart ở Halifax là Rand Kaur, 19 tuổi. Em Kaur đã bị phát hiện qua đời trong lò nướng lớn bởi chính mẹ của em, người cùng làm việc tại cửa hàng Walmart vào tối thứ bảy. Theo thông tin. Mẹ em đã rất lo lắng khi con gái không trả lời điện thoại trong ca làm việc vào tối thứ bảy và sau đó bà đã phát hiện thi thể con trong lò nướng công nghiệp. Cộng đồng và gia đình đều đau buồn trước sự mất mát của một cô gái trẻ đầy ước mơ. Mẹ con họ đã di cư từ Ấn Độ đến Canada vài năm trước, trong khi cha và anh trai của Kerr vẫn đang ở Ấn Độ. Cộng đồng địa phương và gia đình đang đau buồn trước mất mát này. Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành với sự tham gia của cảnh sát Halifax. Sở Lao động của tỉnh và Văn phòng Giám định Y tế. Cửa hàng Walmart đã đóng cửa kể từ đêm xảy ra vụ việc và lệnh dừng hoạt động đã được ban hành cho khu vực tiệm bánh. Cùng với một thiết bị, Walmart gửi lời chia buồn và hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nhân viên, đồng thời vẫn trả lương cho họ trong thời gian cửa hàng đóng cửa. Một chiến dịch GoFundMe đã quyên góp được khoảng 90.000 đô la để giúp chi trả chi phí tang lễ và đưa cha cùng anh trai của Kerr sang Canada để giữ lễ tang. một gia đình ở Ontario đã tuột mất cơ hội sở hữu ngôi nhà mơ ước vì chuyển khoản đặt cọc 38.000 đô la cho sai người. Gia đình Esmeralda ở Scarborough, Ontario, ước mơ có một ngôi nhà cho 5 người và hai chú chó của họ. Khi tìm thấy ngôi nhà ở Peterborough với sân sau rộng rãi, họ rất phấn khởi. Một người bạn nói với Esmeralda rằng cô biết một người có thể giúp đỡ. Người này đã không dẫn cô đi xem nhà vì nói rằng bị bệnh nhưng tuyên bố có thể giúp hoàn tất việc closing mua bán nhà và sắp xếp một kế hoạch tài chính vay được tiền. Sau nhiều tháng chờ đợi, Esmeralda phát hiện ra rằng người này không phải là đại lý bất động sản và khoản tiền đặt cọc của cô đã biến mất. Cô cũng không còn liên lạc được với người đàn ông này. Hiệp hội Bất Động Sản Ontario khuyên người mua nên kiểm tra tính hợp pháp của đại lý bằng cách truy cập vào trang web của Hội đồng Bất Động Sản Ontario, gọi tắt là RECO, để xác minh giấy phép khi đài ctv news liên lạc với người đàn ông này anh ta nói rằng anh ta chưa bao giờ tự nhận mình là một đại lý bất động sản và nói rằng tôi có ý định trả lại tiền cho cô ấy tôi xin lỗi vì sự chậm trễ và mọi căng thẳng mà nó gây ra tôi thực sự muốn trả lại tiền cho cô ấy chúng ta có thể quên hết chuyện này esmeralda vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ thực hiện được ước mơ sở so hữu nhà cô bày tỏ hiện tại tôi rất thất vọng vì mất số tiền khó khăn lắm mới kiếm được và vẫn mong lấy lại được tiền Xin lưu ý là người mua nhà có quyền yêu cầu xem giấy phép của đại lý bất động sản trước khi giao dịch. Giá dịch vụ đăng ký và thành viên tăng tại Canada năm nay. Nhiều dịch vụ đăng ký và thành viên tại Canada đã tăng giá trong năm nay, ảnh hưởng đến ngân sách của người tiêu dùng. Sau đây là một số thay đổi nổi bật. Về thành viên của Costco, phí thành viên Gold Star tăng từ 60 đô la lên 65 đô la. Tư cách thành viên Executive tăng từ 120 đô la lên 130 đô la. Đây là lần tăng giá đầu tiên từ tháng 6 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Về đăng ký nền tảng Spotify, gói Premium Family tăng từ 16,99 đô la lên 20,99 đô la một tháng, còn gói Premium cá nhân tăng từ 10,99 đô la lên 12,69 đô la một tháng, áp dụng từ tháng 12. Đăng ký Disney Plus Gói Standard tăng từ 11,99 đô la lên 12,99 đô la một tháng, còn gói Premium tăng từ 14,99 đô la lên 15,99 đô la một tháng. Tăng giá sẽ diễn ra tùy theo ngày gia hạn của từng người dùng. Về đăng ký Netflix, Netflix không tăng giá trong năm nay nhưng đã hủy gói không có quảng cáo rẻ nhất, buộc người dùng phải chuyển sang các gói khác với mức giá cao hơn các thay đổi này làm tăng gánh nặng tài chính cho người tiêu dùng, nhất là với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong ngành dịch vụ phát trực tuyến. Thưa quý vị, một quán bar ở Toronto được vào danh sách 50 quán bar tốt nhất thế giới năm 2024. Tin vui cho những tín đồ yêu thích cocktail, quán bar Pompette ở Toronto đã được công nhận là một trong những quán bar tốt nhất thế giới năm 2024 trở thành cơ sở duy nhất của Canada có mặt trong danh sách The World's Best Bars. Quán bar mang phong cách Pháp này, tọa lạc trên đường College, xếp hạng 70 toàn cầu, tiếp tục ghi thêm thành tích sau khi được vinh danh là quán bar hàng đầu Canada vào đầu năm nay. Giải thưởng đã bước sang năm thứ 16 tôn vinh tài năng của các bartender và chủ quán tại những điểm nóng của nền văn hóa cocktail quốc tế. Bar gây ấn tượng với các loại đồ uống sáng tạo như là Caper Lipopet một phiên bản mới mẻ của Old Fashion cổ điển, với thành phần là những chồi cây thông được thu hoạch từ Tamarack Farms. Quán bar đứng đầu danh sách năm 2024 là Handshake Speak Easy ở Mexico City, đã làm nên lịch sử khi trở thành quán bar đầu tiên của Mexico nhận được vinh dự này, trong khi Bar Pompette là quán bar duy nhất của Canada được công nhận trên toàn cầu. Toronto cũng không thiếu các điểm đến đáng chú ý khác trong danh sách 50 quán bar tốt nhất Canada bao gồm Silver Liberties đứng thứ hai. Nếu bạn muốn trải nghiệm những gì tốt nhất của Toronto thì ba Pompad nằm tại 607 College Street ở khu Little Italy, nơi khách hàng cũng có thể thưởng thức nhà hàng mới được tái cấu trúc là Vinoteca Pompad và Bakery Pompad gần đó. Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, vào sáng nay đồng đô la Canada có mức giá là 0,7224 đô la Mỹ, và bằng 0,6704 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 18.323 đồng Việt Nam. 1 đô la Mỹ tương đương 25.401 đồng Việt Nam. Giá vàng là 2.731,29 đô la Mỹ 1 ounce, tương đương 3.786 đô la Canada. Và đó là những tin tức Canada nổi bật trong trưa nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kênh Culture Channel có video tin tức Canada và thế giới nổi bật cập nhật mới hàng ngày. Kính mời quý vị đón theo dõi và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh. Tiếp sức cho nhóm Culture cũng như để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nào. Kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an và kính chào tạm biệt.